Hôm nay cả nhà mình đang ở Long Hải ha, và mình sẽ đi cào nghêu cỏ để xem hôm nay mình sẽ cào được con gì nha. Rất là chăm chỉ của các bạn nhỏ thì bây giờ mình đã có thành quả là đây, mọi người cùng xem nha. Thế mà mèo kìa, con ốc kìa đó, sao ngon đâu đã chưa, con ốc nó làm cái gì đó, nó bò đúng không? Nó bò ai da kìa, nó nhám đụng không? Ai da đi. Chui vô mất rồi, con làm nó sợ nó chui vô mất rồi.